Chào tất cả các bạn, mình là Khánh Nguyễn. Rất vui khi gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày luôn vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình có một cái chủ đề để nói về nghệ sĩ hài Anh Vũ. Thì mình tổng hợp những cái điều đầu tiên, nhất và số 1 về anh. Thấm thoát mà đã được 4 tuần từ ngày nghệ sĩ hài Anh Vũ qua đời. Hôm qua thì có một người bạn, bạn ấy tên là Hoàng Lâm, kênh của bạn ấy là Hoàng Lâm, 5 con số 5 các bạn. Thì bạn ấy có đi đến viếng thăm nghĩa trang Phúc An Viên, nơi nghệ sĩ hài Anh Vũ được chôn cất. Thì Hoàng Lâm có thắp những cái nén hương, cầu mong cho anh Vũ sớm vãng sanh và siêu thoát. Thì hôm nay mình cũng nhân ngày 4 tuần cúng 4 thất của nghệ sĩ Anh Vũ, thì mình xin tổng hợp lại những cái điều đầu tiên, nhất và số 1 về nghệ sĩ hài Anh Vũ. Thì đầu tiên mình xin nói sơ về nghệ sĩ hài Anh Vũ. Lúc trước anh làm thợ sơn. Trong một dịp tình cờ anh đang sơn ở Phan Đình Phùng, thì anh thấy một cái bảng chiêu sinh để đào tạo diễn viên của sân khấu 5B Võ Văn Tần. Và anh đã mạnh dạn tham gia và anh đã được đậu vào lớp học. Thì những người thầy đầu tiên của nghệ sĩ Anh Vũ là Việt Anh và nghệ sĩ ưu tú Văn Thành. Khi vào lớp học thì điểm của nghệ sĩ Anh Vũ không có cao, bởi vì học rất là nhiều môn, bi kịch, chính kịch rất là nhiều thì điểm của anh không có cao. Thì nghệ sĩ ưu tú Văn Thành là người nhìn xa trông rộng mới biết được điểm mạnh của nghệ sĩ hài Anh Vũ, thì mới nói với nghệ sĩ hài Anh Vũ là con có một cái gương mặt cười cũng như khóc, khóc cũng như cười, thì bây giờ con thử diễn hài. Thì sau khi tập thì một cái vở diễn đầu tiên của nghệ sĩ hài Anh Vũ diễn cho các bạn mà các bạn cười lăn lộn luôn. Thì vở diễn đó có tên là Hâm Nước Mắm. Thì sau khi mà cái lớp học thì anh đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Các bạn có biết cái nhóm hài đầu tiên mà anh tham gia là tên gì không? Cái nhóm hài đầu tiên mà anh tham gia là nhóm hài Trắng Đen. Anh tham gia cùng với diễn viên Lê Quốc Nam, một diễn viên cũng về diễn hài cũng rất là kỳ cựu các bạn, rất là đa tài. Nghệ sĩ hài Anh Vũ đạt được rất nhiều giải thưởng, trong đó có những cái giải thưởng là diễn viên được yêu thích nhất năm 2001 và những giải thưởng khác như là diễn viên hài được yêu thích nhất vào năm 2003, 2004 và 2005, là giải có tên là Cù Nèo Vàng và Nụ Cười Vàng. Lần đầu tiên anh được tham gia vào phim của đạo diễn Lê Hoàng có tên là Gái Nhảy. Và nghệ sĩ hài Anh Vũ cũng là diễn viên hài đầu tiên được tham gia quảng cáo cho hãng nước ngọt Pepsi. Các bạn có biết chiếc xe mà anh yêu thích nhất là xe nào không? Thì sau khi mà anh đóng quảng cáo cho hãng Pepsi thì số tiền anh được nhận là tiền đô nha các bạn. Và anh có một số tiền dành dụm nữa thì anh mua một cái chiếc xe mà anh mơ ước từ lâu, anh thích nhất, đó là chiếc Spacey màu đen. Và các bạn biết biển số đó là số mấy không? Chiếc xe Spacey màu đen của nghệ sĩ Hà Anh Vũ có số là 7005. Đài truyền hình Vĩnh Long là đài truyền hình mà anh góp mặt nhiều nhất.
anh góp mặt vào 3 chương trình. Chương trình thứ nhất có tên là Thăm Người Nhà Nổi Tiếng. Chương trình thứ hai có tên là Chuyện Của Bé. Và chương trình thứ ba có tên là Người Nội Trợ Tài Ba. Vào năm 2000, sau khi anh phát hiện là bị bệnh ung thư đại tràng, thì anh được điều trị ở Bệnh viện Hoàng Mỹ. Thì cái năm 2000 là cái Tết đầu tiên và buồn nhất trong cuộc đời của anh, vì anh phải ở trong đó để được chữa bệnh và chống chọi với bệnh tật. Đôi lúc anh rất là nản chí và nhiều lần đã suy nghĩ đến cái chết. Thì Tết năm 2000 là cái Tết buồn nhất của nghệ sĩ hài Anh Vũ. Mỗi tuần anh hóa trị ở trong bệnh viện từ thứ hai tới thứ sáu, thì những cái cuối tuần anh vẫn mê diễn và anh đã trốn ra ngoài để được đi diễn. Thì trong một lần diễn vở kịch với Cát Phượng có tên là Cha Yêu, thì tới cái đoạn đó thì Cát Phượng tát nghệ sĩ hài Anh Vũ. Nhưng mọi khi thì anh né được, nhưng mà vì đang điều trị bệnh, anh rất là yếu thì anh không có né được. Thì lần đầu tiên trong cuộc đời của anh nhận được cái tát trên sân khấu, khi mà anh bị Cát Phượng tát thì anh mới té xuống. Thì nghệ sĩ Cát Phượng mới hết hồn thì mới hỏi là: "Anh Vũ, anh có sao không mà khi đang diễn trên sân khấu á các bạn?" Mà Cát Phượng hỏi như vậy thì lúc đó anh Vũ rất là bình tĩnh. Sau khi trấn tĩnh lại thì anh Vũ mới nói là: "Tôi đâu phải tên anh Vũ." Và anh đã đỡ cho nghệ sĩ hài Cát Phượng. Thì trong cái vở diễn Cha Yêu với Cát Phượng là lần đầu tiên anh nhận một cái tát thật vào mặt từ Cát Phượng. Nghệ sĩ hài Anh Vũ rất là mê diễn nha các bạn. Vào những năm 2000 thì vào những buổi tối, những sân khấu ở Sài Gòn luôn sáng đèn, anh chạy show liên tục. Và anh là người may mắn nhất được diễn hài chung với rất nhiều bạn diễn, trong đó có những người bạn rất là nhiều: Việt Anh, Minh Nhí, Thúy Nga, Cát Phượng, Thanh Thúy, Lê Quốc Nam và nhiều nữa. Và có một điều các bạn dễ nhận biết nhất là nghệ sĩ hài Anh Vũ là một trong ba nghệ sĩ có lối diễn nói rất là nhanh, rất là rõ và rất là nhanh. Một trong ba diễn viên đó đầu tiên là nghệ sĩ hài Anh Vũ, thứ hai là nghệ sĩ Kiều Oanh và thứ ba là nghệ sĩ Trấn Thành. Quá khứ, chuyện của quá khứ các bạn, mà buồn thì mình gọi là dĩ vãng, chuyện mà vui thì gọi là ký ức. Nên khi nghĩ về nghệ sĩ hài Anh Vũ, mình chỉ đến nó nhớ đến những cái điều vui về anh, những cái nụ cười của anh, những cái điều dễ thương, những cái điều vui về anh thôi. Mình sẽ cố tìm hiểu thêm nhiều cái nhất về anh nữa để mình làm video cho các bạn. Sau đây các bạn hãy nghe những cái bản nhạc về nghệ sĩ hài Anh Vũ.
Và chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tất cả các bạn. Bài hát Lời Cuối Cho Anh được thầy Dương Trung Hiếu và nhạc sĩ, ca sĩ Mr. Cao đồng sáng tác. Bài hát Lời Cuối Cho Anh được hòa âm bởi anh Huy Sài Gòn. Thì hôm nay mình xin phép thầy, xin phép Mr. Cao và anh Huy cho mình hát bài Lời Cuối Cho Anh để hát tặng cho nghệ sĩ Hà Anh Vũ cùng mọi người. Sân khấu lung linh, anh đã làm rộn rã niềm vui, nhưng đã vội bỏ trốn hồng trần, anh để lại ngàn nỗi tiếc thương. Còn gì đâu những vần thơ hay, đã không còn đây, đã không còn líu lo vui say để màn vàng tiếng cười. Anh đã về với rất thiên thu, nghệ sĩ ươm tơ, ân quan còn mãi vang lên tiếng cười đi vào lòng người. Dưới ánh đèn sân khấu lung linh, anh đã làm rộn rã niềm vui, nhưng đã vội bỏ trốn hồng trần, anh để lại ngàn nỗi tiếc thương. Còn gì đâu hỡi anh, đã không còn đây, liễu lo vui say để màn vàng tiếng cười. Anh đã về với rất thiên thu, nghệ sĩ ươm tơ, vang lên tiếng cười đi vào lòng người. Vang lên tiếng cười đi vào lòng người.